rồi, có anh chèo nha, nè các bạn thấy bên tay trái mình đang bắn tốc độ luôn nè, giờ sẽ chạy sát rạc lại luôn. Rồi tới luôn em ơi, tới công chuyện luôn rồi anh em ơi. Chào cậu. Noel giả ông già Noel đi phát kẹo. Hello mọi người nha. Bây giờ mình sẽ bỏ mỗi bao như thế này là mệnh giá là 50, tại vì mình kiếm cái tờ 50 đều với nhau á nó không có, cho nên mình sẽ bỏ ví dụ như bao này 50.000 đi, thì cái bao kia sẽ là 5 tờ 10.000 vậy đó nè. 5 tờ 10.000, trời ơi bị gắt góc luôn, nội ơi chán thiệt chứ. 5 tờ 10.000 gom lại. Ủa đó đủ 5 tờ không? Thấy có 4 tờ vậy? 5 tờ đúng không? 1, 2, rồi, 5 tờ. Rồi. Thì đây là cái món quà mà nói chung là nó không có giá trị gì hết trơn á. Mình chủ yếu là mình muốn mấy cô chú mà bán vé số có thêm động lực để người ta ăn Noel vui vẻ thôi. Chứ thật ra mấy cái này nó cũng ít thôi chứ không nhiều nha mọi người. Và mình có nhiều thì mình làm nhiều, chứ mình cũng không kêu gọi lấy của ai hết trơn. Rồi, hy vọng mọi người sẽ thấy vui trong cái clip này. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ok mọi người nha, bây giờ ông già Noel sẽ đi ra ngoài đường để kiếm một vài cô chú tặng những tờ may mắn. cái chú đó hôm bữa là mình cũng có cho rồi, cho nên bây giờ mình sẽ đi cho mấy cô chú ở ngoài khu vực này. Cái chú là quét rác hồi nãy á, mình thường thấy chú đó ở đây lắm, cho nên không có sao nha mọi người, lần sau mình sẽ cho chú đó. Oh hello, cái chị người Tây đó nhìn mình. Ôi tèo, hình như có ông già Noel đội ở đón nước kìa mày, mày thấy không? Thấy chết liền á ông nội. Ê, có kèo thơm anh em ơi. Bên kia có mấy chú cảnh sát giao thông. Qua bển chúc mấy chú Giáng sinh vui vẻ mới được. Nặng quá nặng. Đúng là con trai của ta. Đứng đây hơi rung ta. Hình như bên phải mình là có chiếc xe cảnh sát giao thông rồi. Bên trái là hình như ông anh đang nè cô. Rồi tới chỗ có mấy anh chèo bắn tốc độ, chạy chậm xíu. Nhìn đi nhìn đại đi chứ, nhìn nổi ghê, nhìn này nhìn đại đi, nhìn xong cười. Ủa, mới thấy mấy anh chèo bắn tốc độ đây đó, mất tiêu rồi ta. Khó, chết mẹ mày rồi con. thấy rồi. Trời, chiếc xe này leo lại. Ông nội ơi, cái đường này mà leo qua luôn. Chiếc xe này leo lại nha. Không có đường như vậy nha.
Đẹp rồi chứ. Dạ. Mày mua ngoài hay kiếm chế? À, Shopee á. Shopee à? Dạ. Rồi, có anh chèo nha, Nè các bạn thấy bên tay trái mình đang bắn tốc độ luôn nè. Giờ sẽ chạy sát rạc lại luôn. Rồi, tới luôn em ơi, tới luôn. Tới công chuyện luôn rồi anh em ơi. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Sợ phải chưa? Đúng sợ luôn. Thật sự thì cái video ngày hôm nay á, mình không có nói về một cái chủ đề nào mà nó cụ thể hết trơn á. Quan chủ yếu là cho các bạn coi phản ứng của người ta thôi. Đẹp quá vậy, mua 8 cái đi. Tao mua tao trồng vô cái đầu mày hả gì mua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Đó, lại một anh trai móc điện thoại ra chụp hình nè. Ủa gì kỳ vậy? Ủa không chụp hình hả? Con gửi chú nha, con không lấy. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Dạ. Thôi em vui vẻ chú. Đây bình chú. Đây bình luôn. Chú ăn kẹo không? Nè. Nè cho chú nè. Ồ. Có 22 hả? Rồi, cảm ơn chú. Chạy không Quân? Yeah, có 50 đi phát nữa rồi mọi người ơi.
Chào chú. Dạ. Dạ. Con gửi chú này nha. Dạ, nghe em vui vẻ nha chú. Dạ. Rồi xong luôn, phát quà cho anh Tây mà anh Tây không chịu lấy cho nên ông già Noel buồn quá vô đây bóc đầu chơi nha mọi người. À đồ. Thì nói chung á là ông già Noel cũng già cả rồi mọi người ơi, thông cảm cho ông già Noel nha. Nếu như các bạn thấy ông già Noel bắt đầu ở ngoài dở quá á, thì các bạn vô cái game này nè, bắt đầu chung với ông già Noel đi. Chứ ở ngoài ông già Noel mà bóc cái nữa là coi như năm sau hết phát quà luôn á. Dạo này ông già Noel già cả quá rồi. Vô cái game này chơi nha, vui lắm. Game Nice Tôm. Bắt đầu kinh điển luôn. Thì cái game này qua nay á thì cái game này qua nay á, Hậu Ly nó kêu chơi hoài á, mà tại vì nó hay thiệt, nó mang đậm chất phong cách của Hậu Ly luôn. Ủa gì vậy? Lần sau á Hậu Ly sẽ live stream chơi game này nè, nếu như anh em nào rảnh á vô chơi chung nha, vui lắm á, đua online nữa chứ không phải chơi offline. Rồi vậy nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều, coi tiếp nè. Rồi đủ hết chưa? Anh già nhìn. Rồi 15 chạy xe anh quýnh mình chết. Tôi lùng quá bạn. Trời ơi. Lùng chi, lùng lâu. Dạ. Thì ra là anh. Ủa nãy đó làm gì trong đó vậy? Dạ. Nãy làm gì trong đó vậy? Em đi dạo mà. Nãy hay đứng. Xong rồi em đi dạo chơi. Vậy hả? Với Quỳnh đúng không? Bóc tiếp nha. Lên TV anh em ơi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
thì còn một lá này nãy giờ mình đi rất là lâu rồi. Cái clip này á, cái sụt á, mình quay tới 1 tiếng mấy rồi. Mình kiếm không có ra nữa, nhưng mà cái này á, mình sẽ dồn cho clip sau nha mọi người. Tại vì mình đi ngẫu hứng, mình không có số lượng cụ thể và mình không có kiếm được gọi là số lượng cụ thể á, mình không có kiếm được nhiều. Thì để lần sau mình tiếp tục phát nha. Còn bây giờ thì đi về. Đi về. Để đi vô coi mấy ông bảo vệ ông phản ứng như thế nào ha.